Tòa nhà 5 tầng ở Gaza trúng bom, 60 người không qua khỏi. Một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Beilahia, miền bắc Gaza, bị san phẳng trong trận oanh tạc, khiến ít nhất 60 người không qua khỏi. Hơn 55 người đã không qua khỏi và hàng chục người bị thương còn nằm dưới tòa chung cư 5 tầng đổ nát, từng thuộc về gia đình Abuna tại Beilahia sau khi nó bị lực lượng Israel tập kích tối qua. Mahmoud Bassan, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ dân sự Gaza ngày 29 tháng 10, thông báo. Cơ quan y tế Gaza sau đó cho biết ít nhất 60 người đã không qua khỏi sau vụ tập kích nhắm vào tòa nhà. Hani Mahmoud, phóng viên đài Al Jazeera tại Gaza cho biết, tòa trung cư với khoảng 100 người bên trong đã bị san phẳng hoàn toàn sau trận bom của Israel. Tôi đã chứng kiến cảnh người dân đưa những thi thể không còn nguyên vẹn và người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Mọi người đang cố gắng cứu chữa nạn nhân bị thương, nhưng không có bệnh viện hay là cơ sở chăm sóc y tế phù hợp. Rabien Ansadagi, người tị nạn trú ẩn tại trường học gần đó, nói Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đang xem xét thông tin về vụ anh tạc ở Bay Lahia, trong khi nhóm vũ trang Hamas lên án mạnh mẽ sự việc. Hassan Abu Safia, giám đốc bệnh viện Kamal Adwan cho biết 35 người bị thương, phần lớn là trẻ em, hiện được điều trị tại đây và cơ sở này đang tiếp tục đón thêm nạn nhân. Ông thêm rằng bệnh viện đang gặp khó khăn trong việc chữa trị do thiếu nhân lực và thuốc men. Ngoài dụng cụ sơ cứu thì tại đây không có gì cả. Quân đội Israel đã bắt một số nhân viên y tế của chúng tôi khi đột kích bệnh viện trong khuôn khổ chiến dịch tại Jabalia, ông Safia nói. Khama Adwan là bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở miền Bắc Gaza. Giới chức y tế địa phương tuần trước cho biết, binh sĩ Israel đã đột kích bệnh viện và bắt ít nhất 44 người trong đội ngũ 70 y bác sĩ. Quân đội Israel sau đó đã trả tự do cho 14 người, trong đó có giám đốc Safia. Trong khi đó, IDF cho biết đã bắt hàng chục tay súng Hamas trong cuộc đột kích, thêm rằng đã cho phép bệnh nhân và nhân viên y tế sơ tán, cũng như tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo cơ sở này có thể tiếp tục vận hành. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Israel bị tố không kích, gây tổn thất về người lớn tại Beilahia. Theo cơ quan y tế ở Gaza, ít nhất 87 người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đã không qua khỏi trong cuộc không kích của IDF vào thành phố này đêm ngày 19 tháng 10. Quân đội Israel hôm 6 tháng 10 đã mở chiến dịch mới tại miền Bắc Gaza, đặc biệt là các khu vực Jabalia, Belahia và Behanon, tuyên bố đây là động thái nhằm ngăn nhóm vũ trang Hamas tái tập hợp lực lượng. IDF hôm 29 tháng 10 thông báo đã thực hiện một số vụ tập kích bằng đường không và đường bộ ở Jabalia, hạ khoảng 70 tay súng. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết hàng trăm người Palestine đã không qua khỏi và hàng chục nghìn người phải bỏ nhà cửa kể từ đầu chiến dịch mới của Israel. Theo kênh truyền hình của Israel, trong cuộc họp nội các tối 27 tháng 10, các bộ trưởng nước này đã được thông báo rõ ràng rằng sẽ có đợt tấn công thứ hai nhằm vào Iran. Đồng thời lưu ý cuộc tấn công này sẽ được thực hiện nhằm đáp trả trước vụ tấn công bằng UAV vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu cách đây chưa đầy 2 tuần. Lực lượng Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trước đó, dạng sáng 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, Cuộc không kích của Israel được triển khai với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến. Các mục tiêu IDF nhắm đến ở các khu vực khác nhau của Iran, bao gồm các khu vực có cơ sở được Iran sử dụng để phóng tên lửa về phía Israel trong năm qua. Các hệ thống tên lửa đất đối không và khả năng phòng không của Iran vốn được thiết kế để hạn chế khả năng hoạt động trên không của Israel tại Iran. Cuộc tấn công được tiến hành gần một tháng sau khi Iran bắn khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo vào Israel. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10. Trong bài phát biểu sau đó một ngày, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ cũng như không nên bị phóng đại. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Esmaeil Bagheri cảnh báo Tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với Israel bộ ngoại giao mỹ đã mô tả các cuộc tấn công của israel là tương xứng và kêu gọi tehran không đáp trả tránh tình hình leo thang căng thẳng và các cuộc tấn công đáp trả qua lại mở rộng thành cuộc chiến khu vực Kết quả thăm dò dư luận do một kênh truyền hình lớn tại Israel vừa công bố cho thấy, đa số người dân nước này muốn ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump chiến thắng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Kết quả thăm dò do kênh số 12 của Israel công bố cho biết, có tới 66% số người Israel tham gia khảo sát mong muốn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Kamala Harris chỉ 11%, tức chỉ bằng hơn 1 phần tư số người mong muốn ứng cử viên Tổng thống Mỹ ông Donald Trump giành chiến thắng. 17% cũng là tỷ lệ người dân Israel không đưa ra quan điểm dành sự ủng hộ cho ứng cử viên nào. Theo truyền thông Israel, sở dĩ nhiều người dân nước này không muốn đảng Dân chủ Mỹ thắng cử là vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không còn dành cho Israel sự ủng hộ hoàn toàn như giai đoạn đầu cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vào tháng 10 năm 2023. Truyền thông Israel cho rằng qua thời gian, chính quyền Mỹ ngày càng tìm cách kiềm chế Israel hơn. Trong khi đó, với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người Israel có nhiều thiện cảm vì ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước đó đã có hàng loạt động thái ủng hộ Israel như chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, công nhận Israel sắp nhập cao nguyên Golan chiếm đóng của Syria và có quan điểm cứng rắn với Iran. Theo giới phân tích khu vực, trái với sự biểu hiện quan điểm khá rõ ràng của công chúng Israel với hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giới chức Israel hầu như chưa có bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào cho thấy Tena Vip mong muốn ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng và trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Dự báo động thái tiếp theo của Iran sau khi bị Israel tấn công Theo tờ Business Insider ngày 28 tháng 10, Iran dường như hạ thấp tác động của các cuộc không kích, nói rằng đã chặn đứng thành công các cuộc tấn công và chỉ chịu thiệt hại hạn chế. Ông Jonathan Panikov, giám đốc sáng kiến an ninh Trung Đông Scalcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng điều này có thể là dấu hiệu cho thấy Iran đang tìm cách thoái lui, dù tuyên bố ngược lại. Ông nói, Iran có thể thất vọng vì khả năng gian đe Israel đã suy giảm, nhưng khó có khả năng mạo hiểm khôi phục khả năng gian đe. Trả lời tờ The New York Times, ông Ion Guzanski, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn ở theo AV cho rằng tín hiệu từ Iran về cơ bản là chuyện này không có gì đáng kể nhưng sự kiện vẫn đánh dấu khởi đầu một giai đoạn mới, nguy hiểm với nhiều nhạy cảm hơn. Ông nói thêm, hai bên có thể khép lại đợt xung đột này và có thể chúng ta sẽ không thấy Iran trả đũa nữa hoặc nếu có thì quy mô sẽ nhỏ. Theo ông vốn lờ, nếu Iran lựa chọn đáp trả, họ có thể sử dụng các lực lượng thân Iran để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình. Ông nói Chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của Israel là chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nếu Iran trả đũa thì họ sẽ tạo cơ hội để Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Ông Von nhận định Iran có thể cảm thấy ngần ngại đáp trả trực tiếp vì thực tế cho thấy Israel có khả năng tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Về các tuyên bố công khai, ngày 28 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmael Batay phát biểu tại họp báo thường kỳ, chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đáp trả kiên quyết và hiệu quả. Cùng ngày, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Hossein Salami đã lên tiếng cảnh báo Israel về các hậu quả, cho rằng Israel đã không đạt được mục đích và tính toán sai lầm trong cuộc không kích vào lãnh thổ Iran vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Vào ngày 27 tháng 10, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cho biết cuộc tấn công của Israel không nên bị thổi phồng hay xem nhẹ. Ông khẳng định Iran không mong muốn chiến tranh, nhưng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc và quốc gia đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ có cách đáp trả phù hợp với hành động của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với hành vi của Israel nhằm vào lãnh thổ của Iran. Tổng thống Iran nêu rõ: "Chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước chúng tôi". Tổng thống Iran cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Iran trước đó cùng ngày. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr -e Kalibaf cũng bày tỏ quan điểm rằng phản ứng của Iran đối với hành động gây hấn của Israel sẽ là chắc chắn. Sau khi Israel nhắm vào các căn cứ quân sự của Iran thì nước này sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích khác nếu Iran leo thang xung đột. Israel cũng là một trong những quốc gia chi nhiều nhất cho quốc phòng tính theo tỷ trọng GDP và nhận lượng viện trợ quân sự lớn từ Mỹ để duy trì lợi thế quân sự định tính so với các nước láng giềng. Theo ông Panikov, các sự kiện gần đây có thể đã khiến giới lãnh đạo Iran cho rằng mình không sánh kịp về mặt quân sự so với Israel. Vì vậy, vốn rất coi trọng tính ổn định nên với Iran, mạo hiểm bước vào một cuộc chiến toàn diện là một lựa chọn bất hợp lý. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết sẽ buộc phải đáp trả nếu Iran tiếp tục tấn công. Bà Elizian Mae, phó giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu, nhận định rằng không nên loại trừ khả năng Israel sẽ tiếp tục tấn công, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Bà Jean -e nói, Iran và khu vực sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Mỹ đã kiềm chế được thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Netanyahu vào lúc này. Nhưng điều lo ngại là sự kiềm chế này chỉ là tạm thời cho đến cuộc bầu cử Mỹ. Giai đoạn chuyển tiếp sắp tới có thể là thời điểm mà chúng ta chứng kiến Israel tấn công trở lại bên trong Iran, coi đây là cơ hội vàng để làm suy yếu thêm khả năng của Iran. Trước đó, ngày 26 tháng 10 Israel đã không kích vào các địa điểm quân sự ở Iran để đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Tehran vào Israel, tiếp nối các hành động trả đũa lẫn nhau. Ít nhất 4 binh sĩ và một thường dân đã thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích của nước này vào Iran là chính xác và mạnh mẽ, đạt mọi mục tiêu đề ra.